Chào mừng các bạn trở lại với kênh bất động sản của chúng tôi. Hôm nay vào một ngày đẹp trời, anh em chúng tôi có mặt tại thành phố Ninh Bình, tại một cái vườn sinh vật cảnh rất là đẹp để giới thiệu đến các bạn cùng tham quan. Thì hôm nay đi cùng với tôi là có chị Vân Anh để cùng giới thiệu đến các bạn. Bây giờ chúng tôi mời các bạn đi vào trong để cùng gặp bác Cẩn là bác chủ nhà để xem chi tiết một số những cái cây. Thì đây là giới thiệu các bạn là đây là bác Cẩn. Bác Cẩn là chủ vườn cây. Cháu chào bác. Chào nhá. Hôm nay anh em cháu đến để tham quan, trước hết là tham quan. Và sau đấy là muốn được các bác giới thiệu về một số những cái cây của vườn nhà mình. Tôi xin chào đoàn nhá, tất cả anh chị em nhá. Tôi xin giới thiệu đây là cái vườn cây của tôi, rộng 2.500 m². Đây là toàn những cây cảnh bonsai, rồi là cây dáng các cụ cổ truyền ngày xưa để lại. Xin giới thiệu với các bác là đây là một đôi nong tầm tiểu thôi, nó cũng được to như thế này. Nó làm từ lâu một, rồi. Một đôi cây đầu tiên bác giới thiệu đến mọi người là một đôi long. Gọi là một đôi dáng long. Dáng long. Một đôi dáng long. Dáng tiểu, nhỏ nhưng mà cũng dạng tương đối to đấy. Làm được từ lâu rồi, dáng cổ truyền của các cụ ngày xưa để lại. Thân cây rất là già. Vâng, thân cây to. Già. Đường kính to. Này khoảng bao nhiêu bác? Đường kính ấy phải 35-40 phân. Cái chiều cao của cây là bao nhiêu? Chiều cao của cây khoảng 1,5 m, nong lùn. Cây này nó được trồng được thời gian được cũng phải cỡ khoảng trên 30 năm rồi. Trên 30 năm tuổi rồi. Vâng, trên 30 năm. Khá là cổ thụ đấy. Cổ thụ. Các cụ thường nói là nong dáng, dáng nơi nào thì nơi được bình yên. Đây, trước nhà có đôi cây một này đôi dáng tên. Long đã hoàn thiện, có thể là chơi được ngay rồi. Chơi ngay. Cây này tầm giá nó khoảng bao nhiêu hả bác? Cây này tầm giá khoảng 50 triệu một đôi. 50 triệu một đôi cơ. Vâng. Rất giá trị. Một đôi cây rất cây, là giá trị. Cây tiểu. Một đôi cây tiểu cao. Long. Nhưng mà về kích thước cũng khá là lớn chứ không nhỏ. Có giá khoảng 50 triệu. Giá rất mềm. Là bác nào quan tâm. Hai cây này kích thước là cũng ngang nhau. Vâng, ngang nhau. Gần như là song song. Hai hàng một đôi mà. Và một đôi. Đây, cây này và cây kia. Cây giữa này là cây dáng bonsai. Dáng bonsai cũng dáng cổ thụ mà già lắm rồi. Thì hiện tại là nằm giữa hai cây dáng long này thì có một cây bonsai cổ thụ cũng rất nhiều năm. Và bác giới thiệu với mọi người bộ rễ bám để có một cái cây bonsai như thế này thì tôi thấy là chắc chắn là rất nhiều công sức vào đây và nhiều năm của các nghệ nhân cây cảnh thì mới có thể cho ra những cái bộ rễ và cái tay cái dáng như thế này. Cái cây này hiện tại là bác mới cắt tỉa. Vâng, mới cắt tỉa. Cũng là mới thôi nhưng mà cũng là cái khâu cuối cùng để hoàn thiện rồi. Vâng, giá trị nó không cao đâu. Hai cây này cũng chỉ tầm 40 triệu thôi. 40 triệu. Vâng, 40 triệu. Một cây rất là công phu này nhưng mà có giá thành cũng không đắt lắm. Bác giới thiệu là cũng khoảng 40 triệu. Huyền. Tiếp theo là một cây dáng huyền. Dáng huyền. Cây này cũng thì dài lắm rồi. Không, cây này là một cây thôi. Này một cây. Và không phải là đôi. Cây này là tôi thấy là rễ ôm đá. À, dễ đúng ôm không đá. À, đây là rễ ôm đá. Già lắm rồi. Cây này đẹp đấy. Vâng. Cây này nó cũng nằm vào cỡ khoảng 50 triệu. Một cây nhưng mà rất đẹp. Tuổi đời bao lâu rồi bác? Cái này cho đoán là cũng khoảng tầm 20 năm tuổi. Cái này trên 30 năm. Và trên 30 năm và đấy. Toàn cổ thụ. Đây là một đôi nong đại, nong to, dáng rất cân cốt đẹp, hoàn chỉnh rồi. Bộ rễ rồi bộ cành
Bộ tay rất là hoàn chỉnh đẹp. Cây này chắc à, tầm hơn 2 mét. Này to. Hơn 2 mét thôi nhỉ? Vâng. Cái này hơn 2 mét, này 2 mét rưỡi. Mà thân nó một ôm to không hết. Cỡ khoảng phải đến gần 60 phân mà đường kính. Một đôi lòng tiếp theo à, này có đường kính cây này cỡ khoảng tầm 60 cm. Vâng, rất là hoành tráng. Cao. Dáng nong nhưng mà cung của nó gọi là cung D. Rất trường cây. Cung D chứ không phải cung C. Vâng. Cung D trường cây. Đôi này giá trị cỡ khoảng 500 triệu. 500 triệu. Vâng. Một đôi. Một đôi. Quá giá trị. Hiện tại thì thấy ở trên vườn của bác là có rất nhiều những cái đôi, có những cái cây rất là giá trị khác nhau. Đây là một đôi khá là hoành tráng, đường kính lớn, nhiều năm tuổi và bộ rễ cũng rất là sum xuê. Đường kính của gốc này khoảng bao nhiêu? Như bác vừa nói là khoảng 60 cm. 60 đường kính. Ba gang. Đến thấy nhận thấy là cái độ, cái sự cân đối của nó rất là tuyệt vời. Chắc chắn là rất nhiều công sức để có thể tạo ra một cái thế mà cân đối như thế này. Mà bác vừa nói là dáng này là dáng D. Dáng cung D. Cung D. Ờ, dáng long nhưng mà cung D. Cung con D. Con này là mua được con xe ô tô đấy. Nó trường cây trông rất đẹp. Tiếp theo đây thì có một đôi cũng rất là lớn mà bác đang, bác cùng với các nghệ nhân đang hoàn thiện. Đang hoàn thiện, chưa xong. Đang điều vâng. Hai cây gọi song thụ, đại thụ. Cái này bao nhiêu năm tuổi bác? Cây này nhiều rồi. Cây này phải mấy chục, ba bốn chục năm, năm sáu chục năm. Cây này theo ước tính của bác thì với cái thân cây này nó vào khoảng tầm cỡ trên dưới 50 năm rồi. Cây này nếu giá, giá trị của nó cỡ khoảng 200 triệu. 200 triệu cây này. 200 triệu một cây này. Một cây lộc vừng dáng song thụ này có giá trị khoảng 200 triệu. Với cái tuổi đời trên dưới 50 năm. Vâng, giới thiệu với các anh, các chị cây lộc vừng tiếp nữa này. Đấy, cây lục vừng này, dáng này là dáng trực siêu, hoặc là dáng não mai cũng được, trực siêu cũng được. Người ta làm rất thoáng, làm chỉ có ba tay thôi, hai tay hai bên với quả phúc ở trên là ba tay. Dáng siêu rất đẹp, cây rất nghệ thuật, giá trị của cây này khoảng 200 triệu. Đây là một cây lộc vừng nữa. Này đường kính khoảng 60. Đường kính gốc rất 6-70. À, cái này phải hơn nữa. Cái này đường kính này cháu nghĩ là phải vào 70-80 đấy. Vâng, à, 70-80. Cháu nghĩ là nhìn cái gốc này nó phải to đấy. À, giới thiệu anh là cây này là cây trực này. Cây trực niên chi. Cây trực liên chi 13 bông. Cây này thì khoảng 60 năm rồi. Và trực liên chi. Một cây xanh tiếp theo khoảng một đôi đấy. Một đôi xanh tiếp theo, một đây là một cây và một cây đang ở phía trong kia. Gọi trực liên chi. Trực liên chi. 13 tay. Đôi này quá đẹp. Đôi này bác giới thiệu là tuổi 5 tuổi, cỡ khoảng 60 năm rồi. Rất là hoành tráng, tán rất đẹp, đều. 13 tán. À, anh quay cây này và anh quay cây bên kia để cho đủ một đôi. Cây này bao nhiêu tiền bác? Một đôi này thì vào khoảng 140 thôi. Không nhiều. Khoảng 140 triệu một đôi. 140 triệu một đôi. Trực liên chi. Vâng, cùng với cây đấy, một đôi. Vâng. Tùng tự nhiên. Đẹp.
Đây, ra đây xem quay mấy cái cung cây tùng tự nhiên nhá. Cây tự nhiên thôi. Đây, đây một cây, đây cây. Anh quay hai cây này. Quay gốc của nó. Cái này là tùng La Hán phải không ạ? Tùng La Hán, tùng tự nhiên. Cái này có dáng hay là có tên gì không bác? Đây, đây quay gốc này nữa. Gốc này là họ trả 40 triệu ở đây. Đường kính của nó trên 30 phân. Đây, sang phía này ngoài này, trên 30 phân. Gốc này, gốc này. Gốc này là trả 40 triệu. À, tùng La Hán này thì có thể là chơi đơn từng cây một phải không ạ? Cây một cũng được. Vâng. Vì tự nhiên. Vâng. Đây tự nhiên chưa có làm tay chân gì. À, tất tự cả nhiên. Các cái cây thì đều có thể tính giá trị theo cái năm tuổi. Vâng, năm vâng. tuổi và độ to của gốc với vâng. tùng này, độ to gốc với cái tùng này rất mà nâu lớn. Vâng. Như cây này thì khoảng bao nhiêu năm tuổi ạ? Cái này thì cũng phải 20 năm rồi. Vâng. Một cây tùng La Hán khoảng cỡ trên dưới 20 năm tuổi. Chân càng to càng có giá trị. Vâng. Chị Vân Anh chị nói là chân càng to càng có giá trị. Vâng. Chắc chắn là đúng. Dòng tiểu đấy. Một cây tiểu to tầm trung. Tiểu cây long tiểu tầm trung đang được hoàn thiện. Đang hoàn thiện. Các bạn nhìn thấy các cái tay mà đẹp. Đang hoàn thiện sắp xong rồi đấy. Đây cây nữa này, một đôi này, đang hoàn thiện này. Càng đi vào sâu trong vườn thì cây này hoàn thiện xong thì giá nó cây này hoàn thiện xong thì giá nó không cao lắm đâu. Xong này đôi này chỉ khoảng ở đâu 15 triệu, 20 triệu thôi. Càng vào sâu thì càng bị lạc. Càng vào sâu càng có những nhiều cây đây anh vào đây, lạ. Anh vào đây cái quay cái nong đại nhá. Cái này thì tầm đó đang làm. Nếu xong rồi chỉ tầm 20 triệu thôi. Đây, đây chính là một cái cây to đây. Đây là cây đại, khủng long này. Một đôi khủng long. Đôi này nếu xong nó nhiều tiền đấy, cỡ khoảng tỷ. Vâng, đã nhỉ. Đây có thể nói là một cây khủng long. Khủng long, gốc của nó to đấy. Cho nên là giữa một cái cây mấy chục triệu còn đang nhỏ và cây này hoàn thiện to như này là một tỷ thì tỷ. Có lẽ là cũng nên đầu tư đúng không? Vâng. Nên đầu tư. Đường kính của nó phải trên 1 mét. Vâng. Đấy, đúng không? Có thể anh xem này. Một đôi, bên này một cây nữa. Đây, bên này một cây nữa. Bác một cái đôi cây khủng long này bác có thể giới thiệu chi tiết vào cho mọi người ngắm nhiều hơn một chút được không? Vâng. Và cái đôi này từ cho ngày thấy... làm đến giờ là trên 10 năm rồi đấy. Vâng. 12 năm rồi mới được như thế này đấy. Nhưng mà theo cháu nhận thấy thì có vẻ là cũng chưa được hoàn thiện thì khoảng mấy năm nữa thì có thể là chơi được hoàn thiện. Nếu hoàn thiện 5 năm nữa thì hoàn thiện. Vâng. Hoàn thiện là chơi được cả rễ bệ xong hết. Một đôi một đôi long khủng long. Anh quay cây bonsai này. Đây cây bonsai, cây xanh bonsai. À, cây bonsai này. Một cây xanh có dáng tự nhiên, rất là bonsai. Dài, mà nhiều năm lắm rồi, mà dáng của nó là dáng tự nhiên. Cây bonsai, bắt đầu mình sửa, mình làm lại, để làm tay chân. Cái phần này nó có vào chung không bác? Không, cái sau tách bỏ này hết. Vâng. Nên nó nhìn thấy một cái gốc quả riêng ở bên ngoài này thì nó không nằm vào cái phần phần tự nhiên của cái cây bonsai này. Bonsai bởi vì lá của nó hơi to nên mình dùng cái cây của Nam Điền ký lá ký sang. Cái này tôi thấy là cái phần da của cái cây của cái gốc rễ cái cây bonsai này nó hơi xanh, khác. Nó xanh. Nó nhẵn nhụi và nó xanh. Vâng. Cũng là một cái chắc là một cái khác biệt so với những cái cây khác. Vâng, có thể mình thay lá sang, thay lá dùng cây Nam Điền để đưa sang lai tạo sang cái bộ lá khác. Vâng. Cây này là đôi huyền khoảng 20 năm tuổi rồi, 25 năm rồi. Bệ rễ xong rồi đấy, cây này chơi được rồi. Cây này đẹp.
đề nghị anh quay thì những cây mà có đôi thì anh phải quay chi tiết, và quay có cả đôi thì mọi người xem nó đẹp hơn. Bên đây là một đôi cây, đây là một đôi bên này. Đấy, một đôi. Đây. À, anh quay sao để có nhìn thấy được hình ảnh của cả một đôi. Cái gì nó phải đi với đôi đúng không? Đúng rồi. Giáng não mai đây. Giáng não mai rất đẹp. Anh quay từ gốc lên, giáng não mai rất đẹp, rất là già, cổ kính. Bệ bung xong hết rồi. Dáng rất là uyển chuyển. Cây thì nó nằm bò ra ngọn là cái này. Cây này cũng đang được hoàn thiện phải không ạ? Vâng, cây này đã hoàn thiện, chưa xong lắm. Vâng. Có gần xong. Chắc là cũng còn không bao lâu nữa thì sẽ hoàn thiện. Vâng, hoàn thiện. Vâng. Hoàn thiện, cây này cũng có giá đấy. Hoàn thiện xong thì dự kiến giá khoảng bao nhiêu ạ? Cây này hoàn thiện xong giá có thể tầm 40 triệu trở lên. 45 triệu trở lên. Vâng. Dòng này là cũng bonsai đây. Cây, xem cây bonsai nhiều lắm. Này gắn. Anh cứ quay tập thể đi. Nhiều lắm. Đây còn cây bonsai đẹp nữa. Ơi, đang quay. Cây này nó dáng nó nghịch bonsai, nhưng mà nó lại là cây của đất Hải Hậu. À. Nên giá trị không cao lắm. Có thể dừng một phút. Cây này là cây bonsai, cũng được nhiều năm lắm, làm rất uyển chuyển. Anh quay lên nhìn rất đẹp. Từ gốc đến ngọn, ngọn của nó nằm xuống rồi lại dâng lên như từ một con nong, như một con rồng. Tiếp tục là một cái thế long dáng. Thế này không phải là thế long dáng, là thế bò. Kiểu thế não mai. Đẹp nhỉ. Nhưng mà nó ui rất là uyển chuyển. Rất là đẹp. Mà giá trị nó cũng không cao lắm á. Chỉ tầm khoảng 50 triệu. À. Nói chung là với bác thì có thể là bình thường, nhưng với chúng cháu là 50 triệu là một cây cảnh là vấn đề đấy. Vâng. Nhìn nó. Những cái tầm này, cây này thì nó tầm giá khoảng bao nhiêu á? Tầm khoảng già lắm rồi, bệ rễ xong hết rồi, tầm khoảng 40 triệu thôi, một đôi. Một đôi 40 triệu. À, một số dòng mini của vườn bác đây thì có giá khoảng 40 triệu một đôi. Tôi thấy là mini nhưng mà cũng khá là to đấy. Đấy, một cái trực, hai cái nong. Hai cái nong trầu, một cái trực. Bộ ấy khoảng 60 triệu. Đây, cây này, này. Cây này dáng cũng não mai này, mà cây tự nhiên bám một hòn đá. Bám trọn một hòn đá. Mà cây rất là già, nhiều năm, còn cây cổ. Cây này giá trị khoảng 100 triệu. 100 triệu cây này. 100 triệu cây này. Đây, tức là ôm trọn một cái hòn đá này. Ôm trọn hòn đá một. Bác vừa nói là đây là một cây long mai ạ. Cây dáng lão mai. Lão mai. Đây lão mai. Dáng lão mai, ôm đá. Đây là bác vừa mới cắt tỉa cho các bạn nhé. Vâng. Vừa mới cắt tỉa cho các bạn nhìn thấy là đa số là chỉ nhìn thấy thân cây thôi. Nhưng mà nếu mà lá lên đều xanh non đẹp thì rất là đẹp. Vâng. Còn cái cây này là cây đang làm, chưa xong. Đang làm chưa xong mà dáng nong, nong lùn to. Nong lùn đại. Vâng, nong lùn. Lùn nhưng mà rất đại. Vâng, lùn to. Anh quay đôi tùng là hán này. Đây là đôi tùng là hán này. Đây, anh quay vào gốc nó này, đây bên này rõ. Đấy, đôi tùng lá hán này nhiều năm lắm rồi, anh sang bên này anh quay gốc rất rõ, chuẩn chỉ, giá trị cao đấy. À. giá trị đôi này 500 triệu. Vâng, một đôi tùng, một cặp đôi tùng lá hán rất giá trị. Nhìn thấy gốc là có thể thấy là nhiều thế năm long, tuổi nông dáng. Hai bộ cây là cho đã thấy là có giá trên 500 triệu, tức là có hai bộ cây là giá trị đã hơn 1 tỷ rồi. Vâng. Đấy, tùng lá hán.
Nói chung là vườn cây này quá mà tạo ra chỉ cây, cây này đang làm chưa? Cây này đang làm. Cây này phải vài vài chục tỷ. Cây đang làm chưa xong. Còn nó dòng cây này dài bonsai thôi. Đây, đuôi cây này là đuôi bonsai mà. Mà già. Già lắm rồi. Bây giờ nếu bán một đôi này khoảng 40 triệu thì chưa đủ tiền tưới nước. Ừ, tưới nước của nó nó nhiều công mà nhiều năm lắm đó. Sang bên này là đôi đôi chín tán. Đôi tán đĩa. Đôi tùng tán đĩa. Cũng to đấy, gốc to lắm. Gốc anh xem gốc đây này. Đôi này khoảng 80 triệu thôi. Đấy, gốc to. Này cái thế của nó này không nhiều người làm được, thế nó không khó làm như cây nong khó làm đó. Vì cái này không chấp phá được, nó là thân một, đôi bên kia cũng nhiều tiền. Đấy, đôi này 80 triệu thôi. Có lẽ là để mà giới thiệu hết một cái vườn cây này của bác thì nhiều lắm. Có lẽ là các bạn sẽ phải đi mất cả ngày để mà giới thiệu từng chi tiết cây một. Đây cây nong. Cho nên là tùng lá hán này. Vâng, đây cũng là một cây tùng lá hán mà bác vừa nói. Thì cho nên là quý cô bác anh chị nào mà quan tâm đến cây cảnh ngoài lĩnh vực bất động sản mà chúng tôi đang giới thiệu thì hãy nhanh tay liên hệ với Long Việt bất động sản của anh Tuân Support hoặc là chị Vân Anh. Và bác chủ thì chúng tôi sẽ dẫn các bạn đến tận nơi. Tận nơi cây vườn cây cảnh đây là của nhà bác ruột. Cho nên là quý cô bác anh chị hãy nếu mà quan tâm thì hãy liên hệ với kênh Long Việt bất động sản Tuân Support hoặc là chị Vân Anh. Và chúng tôi sẽ cây độc vườn này. Dẫn các bạn đến tận nơi và để đàm phán trực tiếp với bác Cẩn để có thể là lựa chọn được cho mình những cái cây cảnh mà phù hợp với nhu cầu, phù hợp với giá tiền, phù hợp với khả năng và cũng như là phù hợp với cái khung cảnh mà các bạn ở gia đình hoặc là ở các khu nghỉ dưỡng resort. Anh quay cây này. Các khu du lịch. Và đây bác nói thêm một chút là cây này là cái gì? Cây này cây nhục phường. Dáng của nó là dáng tùng. Rất đẹp. Dáng tùng rất là khó làm mà nó có cái cây dáng tùng này. Mà giá trị của cây này là 300 triệu. 300 triệu cây này. 300 triệu cây này. Cây này là bác trồng đã được bao nhiêu lâu rồi ạ? Trồng thì lâu lắm. Trồng lâu lắm rồi nhưng mà nói chung là thế của nó đã có sẵn. Vâng. Cây của nó đã có sẵn đưa về trồng. Vâng. Trồng đến nay là cũng khoảng gần 20 năm. Gần 20 năm. Mà thực tế nếu mà từ khi sinh trưởng đến giờ thì được bao nhiêu năm rồi bác? Nếu sinh trưởng đến giờ cây này hàng trăm năm rồi. Trăm năm rồi cả. Vâng. Trăm năm. Quá là cổ thụ. Mình đưa về là chỉ có cái cục không thôi, có cái gốc không với cái thân thôi, còn cành cung là mình nuôi ra. Vâng. Nói là vườn cây này với bác thì cái việc chăm sóc nó rất là cầu kỳ. Vâng. Chúng tôi thấy gần như là bác suốt ngày ở vườn cây và có cái một cái thú vui mà không dễ người theo đuổi được. Cho nên là cô bác anh chị nào mà cảm thấy phù hợp với nhu cầu khả năng của mình cũng như là phù hợp với những cái sở thích hoặc là muốn tìm hiểu thêm một số những cái mẫu cây cảnh khác nhau ở vườn của bác Cẩn. Có rất nhiều đa dạng mà trong cái video clip này chúng tôi không thể giới thiệu hết trong cái thời lượng nó ngắn. Cho nên là rất mong được cô bác gần xa ủng hộ chúng tôi cũng như là bác Cẩn. Và hãy nhanh tay liên hệ với Long Việt bất động sản 0859287777. Số anh Tuân Support là 0964 30 0888. Số chị Vân Anh là 0977676959. Trong cái thời lượng không quá dài cũng không quá ngắn thì chúng tôi đã giới thiệu với cô bác anh chị về cái vườn cây cảnh sinh vật cảnh của bác Cẩn tại thành phố Ninh Bình. Có lẽ là cái vâng, cháu mời bác về đây ạ. Thì có lẽ là cái thời gian nó cũng không cho phép để giới thiệu nhiều hơn nữa. Cho nên là chúng tôi cũng ngoài lĩnh vực bất động sản rất mong được quý cô bác anh chị ủng hộ chúng tôi cũng như là bác Cẩn về cái lĩnh vực cây cảnh, vườn cây xanh. Có lẽ ngôn ngữ của chúng tôi về cây cảnh thì cũng không được nhiều. Cho nên là cũng rất cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi ủng hộ chúng tôi trong suốt cái thời lượng của video này. Và một lần nữa không quên, rất mong quý cô bác anh chị hãy ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách đăng ký, chia sẻ và like. Xin cảm ơn toàn thể cô bác anh chị và các bạn.
Thôi, cảm ơn bác rất nhiều. Cảm ơn chị Vân Anh. Cảm ơn Tuấn Sport. Bye bye.